Chào mừng mọi người quay trở lại chuỗi series video về nông nghiệp tuần hoàn ứng dụng. Và đây là dự án GC Plus của trang trại Nắng và Gió thuộc công ty cổ phần thực phẩm GC. Và hôm nay rất là hân hoan và vui mừng khi chúng tôi giới thiệu những cái sản phẩm ứng dụng của nông nghiệp tuần hoàn ở đây. Đó là những sản phẩm phân bón, phân trùng quế, chế phẩm sinh học, gợi nha đam, gợi chuối được sản xuất từ cái việc tái sử dụng những cái nguồn phụ phế phẩm bỏ đi và biến chúng thành những cái sản phẩm có giá trị phục vụ ngược trở lại cho nông nghiệp. Và dự án GC Plus, mô hình nông nghiệp tuần hoàn ứng dụng ở đây thì chi tiết ra thì chúng ta sẽ có 4 hạng mục và một cái dịch vụ giá trị gia tăng. Thì 4 hạng mục đó là gì? Đó là vườn, vườn rau, vườn cây ăn trái, ao là ao chứa nước để cung cấp nước tưới cho farm cũng như là nuôi cá hoặc là nuôi cá coi hoặc là cá để lấy thịt vân vân. Thứ ba là chuồng, chúng ta sẽ có những cái chuồng cừu, chuồng bò nuôi để chúng ta tận dụng cái nguồn phân gia súc là phân bò, phân cừu đó cho chúng ta làm phân compost, phân hữu cơ, phân hữu cơ vi sinh. Và đặc biệt là chúng ta sẽ sử dụng cái phân bò để nuôi trùng quế để cung cấp cái nguồn phân trùng quế chất lượng cao để trồng dưa lưới, và cái nguồn trùng sẽ là nguồn thức ăn nuôi cá, nuôi gà hoặc là nuôi lươn. Và cái hạng mục thứ tư đó là cái hạng mục phân bón hữu cơ vi sinh, trùng quế, chế phẩm sinh học. Thì đây là những cái sản phẩm của cái hạng mục thứ tư, đó là phân bón hữu cơ vi sinh, trùng quế, chế phẩm sinh học, gợi nha đam, gợi chuối. GE là viết tắt của từ Gapas Enzyme, tức là enzyme rác, enzyme chiết xuất từ những cái nguồn phụ phế phẩm nông nghiệp để chúng ta có được cái nguồn dinh dưỡng từ chính cái cơ chất. Nếu chúng ta sử dụng cơ chất là nha đam thì chúng ta sẽ có gợi nha đam, là sẽ tận dụng cái nguồn hợp tính quý của nha đam, đó là kháng khuẩn, làm lành vết thương cũng như là chứa một số hợp chất thuốc để chúng ta có thể là thực phẩm chức năng cung cấp cho cây trồng, cho cây nó khỏe, kháng bệnh, kháng sâu cũng như là giúp cho cây tăng sức đề kháng để phát triển tốt hơn. Và nếu chúng ta sử dụng cơ chất là cái chuối, chuối ở đây chúng ta sử dụng là chuối chín, nó bị hư, bị thải, bỏ đi ấy, thì chúng ta sẽ ủ lên men thành dung dịch gợi chuối, gọi tắt là gợi chuối ha. Đây là sản phẩm rất là nhiều kali hữu cơ, bởi vì chuối cơ bản xưa giờ là ông bà mình đã sử dụng chuối để cung cấp kali hữu cơ cho cây. Đấy, thì chúng ta sẽ sử dụng chuối và nha đam tạo ra hai sản phẩm giá trị nông nghiệp tuần hoàn ứng dụng. Đấy, và hoàn toàn hữu cơ sinh học, rất là an toàn với môi trường và thân thiện với sức khỏe của chúng ta ha. Và sản phẩm thứ ba đó là phân trùng quế. Thì chúng ta sẽ có phân trùng quế tươi và phân trùng quế giảm ẩm. Thì phân trùng quế giảm ẩm, ngoài cái việc chúng ta dặn bột bón rải ra cây thì chúng ta có thể là nén viên để cung cấp một cái loại sản phẩm mới, đó là phân trùng nén viên tăng chậm dinh dưỡng cho cây trồng, đặc biệt là những lồng lan, cây kiểng, bonsai, rất là tuyệt vời. Ngoài ra thì chúng tôi còn sản xuất ra cái chai gợi nha đam dung tích 100ml. Đây là combo, chúng ta sẽ bỏ vào một cái bịch và chúng ta sẽ mua một sản phẩm là phun tưới và một sản phẩm là bón lót, kết hợp lại chúng ta vừa cung cấp dinh dưỡng qua hệ rễ và vừa cung cấp dinh dưỡng và vi sinh vật có lợi thông qua hệ lá, rất là tuyệt vời. Combo hai sản phẩm chúng tôi sẽ cung cấp cho mọi người thông qua hình thức ship code trên cả nước. Ngoài ra thì chúng ta còn có cái bịch 500g ha mọi người ha. Bịch 500g phân trùng quế nén viên và chai 100ml. Đây là bộ đôi sản phẩm rất là tuyệt vời, bé bé xinh xinh và tiện dụng cho tất cả mọi người ở mọi nhà. Mọi người mua bất kỳ sản phẩm nào, dù ít hay nhiều, một chai hoặc một gói, chúng tôi được ship code trên cả nước, dù Cao Bằng, Hà Nội, Hạ Long, Bắc Ninh hoặc xuống Đất Mũi, Cà Mau thì chúng tôi đều ship code tận nhà cho mọi người hết ha. Và đây là cái bộ đôi sản phẩm cám men mà trong những cái video trước tôi đã giới thiệu. Cám men hệ vi sinh vật bản địa, chúng ta sử dụng nó để nuôi trùng quế, ủ phân, xử lý mùi và cải tạo đất, rải vào đất để cung cấp hệ vi sinh vật có lợi cho cây cũng rất là tốt, và giúp bộ rễ của cây kháng được, đối kháng lại một số vi khuẩn, virus có hại cũng như là nấm bệnh, cắm hại, và giúp cải tạo đất, bổ sung vi sinh vật, phân giải những hợp chất khó tan thành dễ tan cũng như là phân hủy những hợp chất lá cây, rễ cây hôi mục trong đất, cũng rất là tuyệt vời. Đây là combo hai sản phẩm mà anh em chúng tôi rất là tâm huyết, gọi là cám men và vi sinh vật bản địa dạng nước IMO GC Plus 01. Và một lần nữa xin cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem và cái video ngắn này. Và nếu như quý bà con, quý khách hàng có nhu cầu sử dụng những cái sản phẩm như trên đây thì xin hãy mạnh dạn liên hệ với số điện thoại bên dưới, tôi sẽ tư vấn hướng dẫn cho mọi người cũng như là ship code, cho dù một chai nhỏ như thế này chúng tôi cũng sẽ ship code tận nhà theo địa chỉ mà quý khách, quý bà con, quý anh chị cung cấp. Và một lần nữa xin trân trọng cảm ơn và kính chúc quý khách vụ mùa bội thu, và xin hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo.